Hả? Sao nghe câu hỏi này quen thế nhỉ? Câu hỏi này vợ tôi hay hỏi tôi mà. Cho tôi hỏi là vợ tôi gửi câu hỏi này đến đây đấy ạ? Tôi lại vừa làm gì sai à? Rồi, hỏi vậy cũng hỏi được nữa. Nè, đàn ông chính hiệu không bao giờ người ta tự nhận mình là đàn ông đâu. Phải để người khác, phải để phụ nữ người ta cảm nhận chứ. Một lát nữa tôi sẽ gửi cho danh sách người yêu cũ của tôi. Lúc đó các bạn tự cảm nhận nha. Có ai lại đi hỏi: ê quả cam, mày có phải quả cam không? Tất nhiên tôi là đàn ông rồi. Nếu tôi không là đàn ông thì một người xinh đẹp như Lệ chịu lấy tôi làm chồng chắc. Tiếng gì ấy nhỉ? Kệ người ta đi. Ai bật nhạc thế nhỉ? Để anh ra xem nào. Anh, thầy bảo rồi, phải đúng giờ mới hiệu nghiệm. Nhưng mà nghe nhạc khó chịu quá, mất hết cả hứng. Để anh ra xem nào. Anh còn biết trong 16 năm qua bố mẹ chưa hoàn toàn hài lòng về con, bởi vì con chưa toàn tâm toàn ý quán xuyến việc gia đình nhà chồng. Nhưng thực sự con đang phải ra ngoài bươn trải làm ăn kiếm tiền để nuôi chồng nuôi con ạ. Chị nói thế là thế nào? Thằng Duy Anh mới là người gồng lên để nuôi cái gia đình này. Sự thật là như vậy đấy ạ. Còn việc chính của anh Duy Anh là... Chúng tôi nuôi anh ăn học 16 năm rồi. Anh đỗ đại học thủ khoa mà bây giờ anh lại trở thành thằng ăn vặt vạ. Hả? Ôi. Ở đâu ra cái lề thói? Vợ đi kiếm tiền còn chồng thì ở nhà nội trợ con. Như thế chị em, đây là Vi, bạn gái của anh. Đây là Lệ, Minh, bạn thân của anh đó. Chết rồi. Còn những cái miệng ấy, nghe vui mình thích cái gì?